Kính chào quý thính khán giả, chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường chú ý đến những dấu hiệu xung quanh mình để đoán trước tương lai hoặc nhận biết những điều tốt đẹp đang đến. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, có những con vật được coi là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng. Nếu một ngày nào đó, những con vật này vô tình xuất hiện trong nhà bạn, hãy coi đó như một điềm lành, dấu hiệu của sự phát tài, giàu có sắp đến. Đặc biệt, trong thế giới phong thủy và tâm linh, những con vật này không chỉ là những sinh vật bình thường mà còn mang trong mình năng lượng tích cực, giúp gia đình bạn thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến và cuộc sống sung túc. Trong văn hóa Á Đông, việc những con vật đến nhà không chỉ được coi là sự ngẫu nhiên mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc. Người xưa tin rằng, những con vật mang lại may mắn thường có khả năng cảm nhận và tìm đến những ngôi nhà có trường năng lượng tốt, nơi mà chúng có thể trú ngụ và lan tỏa sự thịnh vượng cho gia chủ. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy những con vật này xuất hiện trước nhà hoặc quanh quẩn trong sân, hãy đón tiếp chúng với lòng biết ơn và tránh xa những suy nghĩ xua đuổi, bởi điều đó có thể làm mất đi lộc lớn mà chúng mang đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 con vật được coi là biểu tượng của may mắn và tài lộc trong phong thủy. Những con vật này không chỉ là dấu hiệu của sự thịnh vượng mà còn giúp gia đình bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống và tình cảm. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng biểu tượng, tìm hiểu ý nghĩa của chúng và cách nhận biết những dấu hiệu tốt lành mà chúng mang lại cho ngôi nhà của bạn. 1. Con tắc kè, biểu tượng của sự đổi mới và may mắn. Tắc kè là loài vật được nhiều người tin rằng mang lại sự may mắn và đổi mới. Trong phong thủy, tắc kè được coi là biểu tượng của sự thay đổi tích cực, giúp gia chủ vượt qua khó khăn và thu hút tài lộc. Khi một con tắc kè xuất hiện trong nhà hoặc trước cửa, đó là dấu hiệu của sự khởi đầu mới, những cơ hội tốt đang đến và sự phát triển tài chính. Tắc kè có khả năng thay đổi màu sắc để thích nghi với môi trường, điều này tượng trưng cho sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Nếu tắc kè chọn nhà bạn làm nơi trú ngụ, hãy coi đó như một dấu hiệu rằng gia đình bạn đang trên đường phát triển, thu hút năng lượng tích cực và tài lộc. Đừng vội xua đuổi tắc kè khi chúng xuất hiện, bởi sự hiện diện của chúng là một điềm báo tốt lành, mang lại may mắn và thành công trong mọi việc bạn làm. 2. Con cốc xuất hiện trước cửa nhà, biểu tượng của tiền tài và sự thịnh vượng. Cốc là loài vật có ý nghĩa phong thủy đặc biệt, tượng trưng cho tiền tài và sự thịnh vượng. Khi một con cốc xuất hiện trước cửa nhà bạn, đặc biệt là vào buổi tối, đó là dấu hiệu của sự phát tài sắp đến. Cốc được coi là thần giữ của, mang lại tiền bạc và tài lộc cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, nếu cốc xuất hiện trước cửa nhà bạn, hãy đón nhận chúng như một vị khách quý, vì chúng mang theo sự thịnh vượng và bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều xấu xa. Đừng xua đuổi cốc, bởi điều này có thể làm mất đi tài lộc mà chúng mang lại. Thay vào đó, bạn có thể đặt một bát nước nhỏ gần cửa để mời cốc vào nhà, điều này tượng trưng cho việc bạn đang mở cửa đón nhận tài lộc và sự thịnh vượng vào gia đình. 3. Con dơi, biểu tượng của sự giàu có và phúc lộc. Dơi, trong phong thủy, là biểu tượng của sự giàu có và phúc lộc. Mặc dù nhiều người có thể cảm thấy lo lắng khi thấy dơi bay vào nhà, nhưng theo quan niệm phong thủy, dơi mang lại những điềm lành, đặc biệt là về mặt tài chính. Từ dơi trong tiếng Trung, phú, phát âm giống với từ phúc, nghĩa là may mắn, phúc lộc. Khi dơi xuất hiện trong nhà, đó là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang trên đường đến với gia đình bạn. Dơi thường bay vào nhà vào ban đêm, và nếu bạn thấy chúng xuất hiện, hãy coi đó như một dấu hiệu của sự giàu có đang đến gần. Dơi không chỉ mang lại tiền bạc mà còn bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu. Hãy để chúng bay đi tự nhiên và không nên xua đuổi, bởi điều này có thể làm mất đi những phúc lộc mà chúng mang đến. 4. Con rắn, biểu tượng của trí tuệ và sự bảo vệ. Rắn, trong nhiều nền văn hóa, được coi là biểu tượng của trí tuệ, sự bảo vệ và đôi khi là sự tái sinh. Trong phong thủy, rắn được coi là loài vật bảo vệ gia đình khỏi những nguy hiểm, đặc biệt là những kẻ xấu muốn xâm phạm đến gia đình bạn. Khi rắn xuất hiện quanh nhà bạn, đặc biệt là rắn không độc, đó là dấu hiệu của sự bảo vệ và sự hiện diện của những điều tốt lành. Rắn có khả năng cảm nhận năng lượng tiêu cực và thường tránh xa những nơi có khí xấu.
Nếu rắn tìm đến nhà bạn, điều đó có nghĩa là ngôi nhà của bạn đang được bảo vệ bởi những năng lượng mạnh mẽ. Rắn cũng đại diện cho trí tuệ và sự tỉnh táo, giúp gia chủ đưa ra những quyết định sáng suốt, đặc biệt là trong các vấn đề tài chính. Nếu gặp rắn, hãy tôn trọng và không nên xua đuổi, vì điều này có thể làm mất đi sự bảo vệ và may mắn mà chúng mang lại. 5. Con chó, biểu tượng của lòng trung thành và sự bảo vệ. Chó từ lâu đã được coi là người bạn trung thành của con người, không chỉ bảo vệ ngôi nhà mà còn mang lại sự may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, chó là biểu tượng của sự bảo vệ, lòng trung thành và sự thịnh vượng. Khi một con chó lạ đến nhà bạn, đặc biệt là nếu nó chọn ở lại, đó là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn đang có trường năng lượng tốt, thu hút sự bảo vệ và may mắn. Chó có khả năng cảm nhận nguy hiểm và bảo vệ chủ nhân khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn. Khi chó đến nhà, chúng mang theo năng lượng tích cực, giúp gia đình bạn tránh xa những điều xui xẻo và thu hút tài lộc. Đừng xua đuổi chúng, bởi chó không chỉ là người bạn trung thành mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và thành công. Hãy chăm sóc chúng và xem chúng như một phần của gia đình, vì chúng sẽ giúp bảo vệ và mang lại may mắn cho bạn. 6. Con mèo trắng, biểu tượng của sự thanh khiết và tài lộc. Mèo trắng, trong nhiều nền văn hóa, được coi là biểu tượng của sự thanh khiết, may mắn và tài lộc. Khi một con mèo trắng đến nhà bạn, đó là dấu hiệu cho thấy sự thịnh vượng và tài lộc đang trên đường đến. Mèo trắng có khả năng thu hút năng lượng tích cực và mang lại sự bảo vệ cho ngôi nhà. Mèo trắng không chỉ mang lại sự bình an mà còn giúp cân bằng năng lượng trong nhà, đẩy lùi những năng lượng tiêu cực và thu hút tài lộc. Nếu một con mèo trắng quyết định ở lại nhà bạn, hãy chăm sóc và nuôi dưỡng nó, vì điều này sẽ giúp duy trì dòng chảy của tài lộc và may mắn. Đừng bao giờ xua đuổi mèo trắng khi chúng đến, bởi điều này có thể làm mất đi sự thịnh vượng và những cơ hội tốt mà chúng mang lại cho gia đình bạn. Khi những con vật này vô tình xuất hiện trong nhà bạn, hãy coi đó như một điềm lành, một dấu hiệu rằng những điều tốt đẹp đang trên đường đến. Hãy đón nhận chúng với lòng biết ơn và tránh xua đuổi, bởi điều đó có thể làm mất đi những may mắn và phúc lộc mà chúng mang lại. Quý vị thân mến, thầy phong thủy và tử vi dạy: 6 cây ăn quả, cứ ra trái là nhà phát lộc lớn, dấu hiệu cực may mắn, phát tài giàu sụ, càng ra nhiều trái càng giàu có. Trong văn hóa Á Đông, cây cối không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Đặc biệt, cây ăn quả trong vườn nhà không chỉ cung cấp trái cây tươi ngon mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Người xưa tin rằng, nếu cây trong vườn nhà ra trái nhiều, đó là dấu hiệu của sự may mắn và phú quý. Những trái cây chín mọng không chỉ làm đẹp thêm cho không gian sống mà còn mang lại những điều tốt lành, báo hiệu gia đình sắp phát tài giàu có. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe 6 loại cây ăn quả đặc biệt, cứ mỗi lần ra trái là mang lại lộc lớn cho gia chủ, giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa phong thủy và lợi ích của chúng trong cuộc sống. Cây cối từ lâu đã được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Không chỉ mang lại bóng mát, làm đẹp cho môi trường, cây cối còn là biểu tượng của sự sống và phát triển. Đặc biệt, trong phong thủy, cây ăn quả được coi là vật phẩm mang lại tài lộc và may mắn. Những trái cây chín mọng không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, phú quý. Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, bạn bước ra vườn và nhìn thấy những cây ăn quả tươi tốt, đầy trái chín, cảm giác ấy thật tuyệt vời và tràn đầy hy vọng. Hãy cùng khám phá những loại cây ăn quả đặc biệt mà khi chúng ra trái, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Cây lựu. Cây lựu với những trái đỏ mọng luôn được coi là biểu tượng của sự may mắn và phú quý. Trong phong thủy, lựu tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và tài lộc dồi dào. Trái lựu với hạt bên trong biểu tượng cho sự sinh sản và thịnh vượng. Nếu cây lựu trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận nhiều may mắn, phú quý và tài lộc. Đặc biệt, nếu cây lựu ra trái nhiều và đều đặn, đó là tín hiệu của một tương lai thịnh vượng và giàu có. Hãy tưởng tượng một cây lựu xanh tươi, trĩu quả đỏ rực trong nắng, mỗi trái lựu chín mọng không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại niềm tin vào một tương lai thịnh vượng, gia đình sung túc, hạnh phúc. Cây bưởi.
Bưởi là một trong những loại cây ăn quả được ưa chuộng và cũng mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành. Trái bưởi với kích thước lớn, hương vị ngọt ngào và màu sắc tươi sáng không chỉ làm đẹp thêm cho khu vườn mà còn mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, bưởi tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có và phú quý. Nếu cây bưởi trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận nhiều may mắn và thành công. Đặc biệt, nếu cây bưởi ra trái nhiều và đều đặn, đó là tín hiệu của một tương lai phú quý và thịnh vượng. Hình ảnh những trái bưởi to tròn, mọng nước treo trên cành như những quả bóng vàng óng ánh dưới ánh nắng, mang lại cảm giác ấm áp và đầy hy vọng cho gia đình. Cây táo. Táo là loại cây ăn quả mang lại nhiều ý nghĩa tốt lành trong phong thủy. Trái táo với màu sắc tươi sáng và hương vị ngọt ngào không chỉ làm đẹp thêm cho không gian sống mà còn mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, táo tượng trưng cho sự an lành, hạnh phúc và thịnh vượng. Nếu cây táo trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận những cơ hội tốt, tài lộc và thành công. Đặc biệt, nếu cây táo ra trái nhiều, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một cuộc sống phú quý, thịnh vượng. Những trái táo đỏ mọng, lấp lánh như những viên ngọc quý giữa vườn, mỗi khi nhìn thấy chúng bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Cây nho. Nho là loại cây ăn quả mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành và cũng rất được ưa chuộng. Trái nho với hương vị ngọt ngào, màu sắc tươi sáng và hình dáng đặc biệt không chỉ làm phong phú thêm cho bữa ăn mà còn mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, nho tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu có và phú quý. Nếu cây nho trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận nhiều tài lộc và thành công. Đặc biệt, nếu cây nho ra trái nhiều, đó là tín hiệu của một cuộc sống phú quý và thịnh vượng. Hình ảnh những chùm nho đen mọng, ngọc liệm treo lủng lẳng trên giàn, mỗi trái nho là một niềm hy vọng, một điều may mắn sắp đến với bạn và gia đình. Cây đu đủ. Đu đủ là loại cây ăn quả mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành và cũng rất phổ biến trong các khu vườn. Trái đu đủ với hương vị ngọt ngào, màu sắc tươi sáng và hình dáng đặc biệt không chỉ làm đẹp thêm cho khu vườn mà còn mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, đu đủ tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và may mắn. Nếu cây đu đủ trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận nhiều tài lộc và thành công. Đặc biệt, nếu cây đu đủ ra trái nhiều, đó là tín hiệu của một tương lai phú quý và giàu có. Hình ảnh những trái đu đủ to, vàng rực trên cây, mỗi khi nhìn thấy chúng bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng vào một tương lai thịnh vượng. Cây mận. Mận là loại cây ăn quả mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành và cũng rất phổ biến trong các khu vườn. Trái mận với hương vị ngọt ngào, màu sắc tươi sáng và hình dáng đặc biệt không chỉ làm đẹp thêm cho khu vườn mà còn mang lại nhiều điều may mắn và tài lộc. Trong phong thủy, mận tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và phú quý. Nếu cây mận trong vườn nhà bạn ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp đón nhận nhiều tài lộc và thành công. Đặc biệt, nếu cây mận ra trái nhiều, đó là tín hiệu của một tương lai phú quý và giàu có. Hình ảnh những trái mận đỏ mọng, ngọc liệm trên cây, mỗi khi nhìn thấy chúng bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng vào một tương lai thịnh vượng. Bí quyết đặt vật phẩm dưới gầm giường để thanh tẩy vận xui và thu hút tài lộc. Phong thủy từ lâu đã là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, không chỉ ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi mà còn tác động mạnh mẽ đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Việc bày trí phòng ngủ hợp phong thủy giúp bạn có giấc ngủ ngon, cuộc sống gia đình hòa thuận và tài lộc thịnh vượng. Một trong những phương pháp phong thủy hiệu quả là đặt các vật phẩm dưới gầm giường để xua đuổi xui xẻo và kích hoạt tài lộc. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm này. 1. Đĩa chanh muối. Nếu bạn đang gặp đen đủi, sức khỏe suy yếu, bạn có thể thử đặt một đĩa chanh muối dưới gầm giường. Cách làm rất đơn giản, chuẩn bị 1 đến 3 quả chanh, cắt mỗi quả làm 4 rồi đặt lên đĩa, rắc một ít muối lên từng miếng chanh. Lưu ý rằng số chanh trên đĩa phải là số lẻ để tượng trưng cho dương khí, giúp lấn át âm khí. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, bạn đặt đĩa chanh muối dưới gầm giường. Sáng hôm sau, bỏ đĩa chanh vào túi ni lông và vứt đi. Làm liên tục trong 3 ngày, vận xui sẽ được thanh tẩy,
giúp gia chủ thu hút tiền tài và may mắn. Hơn nữa, mùi chanh thơm còn giúp cải thiện giấc ngủ, mang lại giấc ngủ sâu và sảng khoái hơn. 2. Hộp kho báu. Đặt một chiếc hộp kho báu dưới gầm giường cũng là cách hiệu quả để thu hút nguồn năng lượng tích cực và tiền tài cho gia chủ. Tùy thuộc vào ước nguyện của bạn mà chọn vật liệu và các vật phẩm đặt trong hộp. Cầu mong cuộc sống sung túc, giàu sang, chọn hộp làm từ các nguyên liệu quý như vàng, bạc và đặt trong đó các loại đá quý, trang sức, tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng. Lưu ý, không nên đặt những vật có giá trị quá lớn vì đây không phải là nơi để lưu giữ tài sản. Hạnh phúc gia đình, chọn hộp kho báu bằng gỗ, vì gỗ tượng trưng cho sự ấm áp và bền vững, giúp vợ chồng hòa thuận, vui vẻ, gia đình yên ổn. Hộp kho báu bằng gỗ còn tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, giúp các cặp vợ chồng đang khó có con đạt được ước nguyện. Cầu sức khỏe, đặt một quả đào hoặc các loại ngọc hình rùa, thu trong hộp kho báu. Cầu công danh, địa vị và danh tiếng, sử dụng hộp kho báu bằng đất sét, thể hiện sự vững chắc và bền bỉ. Lưu ý, sau 3 tháng bạn nên lấy hộp kho báu ra lau sạch sẽ để tránh bụi bẩn tích tụ, đảm bảo hiệu quả phong thủy. 3. Vật phẩm không nên đặt dưới gầm giường. Bên cạnh những vật phẩm nên đặt, cũng có những thứ không nên để dưới gầm giường vì chúng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy và sức khỏe của gia chủ. Đồ bẩn, những vật dụng chứa đồ bẩn như thùng rác, chậu đồ bẩn không nên đặt dưới gầm giường vì chúng tỏa ra mùi hôi khó chịu, chứa vi khuẩn và nấm mốc gây hại cho sức khỏe và giấc ngủ. Sách vở, đặt sách vở dưới gầm giường có thể cản trở con đường học tập và công danh của các thành viên trong gia đình. Hơn nữa, sách vở để dưới gầm giường dễ bị hư hỏng do nấm mốc và mối mọt. Thuốc, đặt thuốc dưới gầm giường sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, khi uống vào có thể gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng không nên đặt những thứ linh tinh dưới gầm giường. Hãy thường xuyên lau chùi vị trí này để tránh bụi bẩn tích tụ, gây hại cho sức khỏe và làm ảnh hưởng đến tài lộc. Phong thủy không chỉ là nghệ thuật sắp xếp không gian sống mà còn là khoa học về năng lượng và sự cân bằng. Đặt các vật phẩm như đĩa chanh muối và hộp kho báu dưới gầm giường là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc và mang lại may mắn. Hãy áp dụng những biện pháp này và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Một không gian sống hài hòa và cân bằng sẽ giúp bạn luôn cảm thấy an lành, mạnh khỏe và thành công. Thầy phong thủy dặn, thân thiết đến mấy cũng đừng cho mượn những thứ này kẻo tài lộc tiêu tan, càng ngày càng nghèo. Tuyệt đối không cho vay mượn kẻo đánh mất tài lộc của chính mình. Dù có thân đến mấy cũng không nên cho mượn đồ vật này. Không cẩn thận là mất tiền tài, còn mang xui xẻo đến cho mình. Các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng, cần kiêng kỵ cho mượn những vật sau, nếu không sẽ vô tình trao vận may của mình cho người khác. 1. Là cho mượn ví tiền. Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví, vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút. Đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính. Ví là món quà được chị em phụ nữ lựa chọn nhiều nhất để tặng chồng và bạn trai, bên cạnh đồng hồ, thắt lưng, vì đây là những món dùng thường xuyên và hợp lý nhất. Nhưng tốt nhất, bạn không nên đưa ví của mình cho người khác sử dụng, vì hành động này cũng giống như đưa tài lộc của mình cho người khác. Người xưa cũng coi ví là nơi chứa đựng vận may của bản thân, nên hành động này khiến khả năng kiếm tiền, giữ tiền của gia chủ sẽ bị giảm sút. Tốt hơn hết, bạn nên cẩn thận khi tặng ví để tránh ảnh hưởng tình hình tài chính, trừ khi vợ chồng có cùng chí hướng. Hai vợ chồng tuy hai mà một, thì việc tặng anh ấy một chiếc ví hay ngụ ý trao cho một kho tiền cũng không thành vấn đề. 2. Là cho mượn tiền đầu tháng, đầu năm. Trong ngày đầu năm mới, ngày vía thần tài, mùng 1 âm lịch, người ta kiêng kỵ cho vay và đi vay tiền. Thậm chí cả việc trả nợ cũng không nên một chút nào. Tiền ra vào như thế nào trong ngày đầu tháng, đầu năm được cho là phản ánh cho cả tháng cả năm đó. Do đó, người cho vay sẽ bị mất mát tài lộc cả tháng năm đó, còn người đi vay luôn trong tình trạng túng thiếu, vay mượn cả năm.
3. Là đồng hồ. Đồng hồ tượng trưng cho sự chảy trôi của thời gian. Các kim của đồng hồ quay một vòng 360 độ, ngụ ý cho một vòng thái cực. Vì vậy, theo phong thủy, cho người khác mượn đồng hồ sẽ khiến thời gian của bạn bị đánh cắp, công việc bị cản trở, mọi việc không hanh thông, thuận lợi. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian đang trôi trong từng tích tắc. Đeo đồng hồ là để nhắc nhở chúng ta phải trân quý từng phút giây của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng còn là biểu tượng của sự trường tồn, vĩnh viễn. Vì thời gian thì không bao giờ dừng lại. Mỗi khi kim đồng hồ nhích từng chút về phía trước cho thấy con người đang dần già đi. Do vậy, dịp đầu năm kiêng kỵ nhất là tặng cho người khác đồng hồ, đặc biệt khi trong gia đình họ có người già. Bên cạnh đó, mượn đồng hồ cũng là một trong những việc cần tránh. Vì điều này hàm nghĩa bạn đang cho người đó mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất. Đó có thể là nguyên nhân công việc của bạn bị trì hoãn, trắc trở. Vì thế, những chuyện xui, bốm là mượn dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy, kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 5. Là cho mượn đồ vật phong thủy. Đồ vật phong thủy mang tính cá nhân của một người hay của gia đình sở hữu nó, vì thế nó hấp thu, tương tác năng lượng với người đã sử dụng chúng. Thế nên với những món đồ mang lộc khí, vận may đến cho bạn thì không nên cho mượn. Khi cho người khác mượn đồ vật phong thủy thì nguồn năng lượng đó sẽ bị biến đổi, dù người khác sử dụng thì nó vẫn có tác động phần nào đó đến bạn. Thế nên khi cho người khác mượn vật phẩm phong thủy, nó cũng sẽ không mang lại điều tốt đẹp tương đương như chủ nhân cũ của nó. 6. Là thần tài. Khi một người bạn khai trương cửa hàng mới, nhiều người không biết nên tặng quà gì, sẽ lựa chọn mua một con mèo thần tài hay một ông thần tài để tặng cho họ, với ý nghĩa chúc khai trương hồng phát, tiền vào như nước, tài chính dồi dào. Trên thực tế, bạn cần phải hết sức cẩn thận khi tặng thần tài, vì theo quan niệm người xưa, việc trao thần tài cho người khác có thể dễ dàng lấy đi của cải của chính bạn, và rồi giáo cổ bạn sẽ bị tiêu táng trong thời gian dài. 7. Là gối. Gối hiếm khi được tặng làm quà cho người khác nên bạn đừng bất cẩn. Bởi gối là vật dụng không thể thiếu của mỗi người vào ban đêm, mang ý nghĩa ngủ yên, tâm an. Nếu tùy ý mua gối làm quà cho người khác thì sau này bạn sẽ có ít ngày ngủ yên hơn. Gối chỉ có thể chia sẻ giữa vợ chồng vì giữa họ không có rào cản, chung sống và chia sẻ gánh nặng với nhau. 8. Là nến. Ngày nay, có những loại nến thơm được chế tác tinh xảo để người ta tặng làm quà, nhưng không nên mang loại nến thông thường từ nhà mình tặng hoặc đưa cho người khác. Nến là vật dùng để thắp lửa. Từ xưa người ta đã rất coi trọng ngọn lửa. Lửa được xem là cội nguồn của gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người ta sẽ kiêng cho mượn lửa vào những dịp đầu xuân năm mới. Việc cho mượn lửa hoặc nến được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, lửa là một yếu tố thuộc ngũ hành. Ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của gia đình. Nó tượng trưng cho vận khí của căn nhà. Vì vậy, để không làm ảnh hưởng đến vận khí, gia chủ nên tránh cho mượn bật lửa diêm, bếp. Bên cạnh đó, người xưa cũng kỵ đưa nến vì hầu hết nến đều dùng để thờ cúng người đã khuất. 9. Là không cho nước lửa ngày đầu năm. Dân gian quan niệm không nên cho nước lửa ngày đầu năm. Nước và lửa tượng trưng cho tài lộc, may mắn, sự đủ đầy trong gia đình. Bởi vậy, cho nước lửa đầu năm hoặc những vật tượng trưng như diêm, bật lửa sẽ làm mất đi sự may mắn, gia đình không đủ ăn đủ mặc trong năm mới, tiền bạc làm ra cũng sẽ thất thoát. Và cuối cùng là 10. Bể cá. Nhiều bạn có sở thích nuôi cá hoặc các loài động vật thủy sinh khác ở nhà, nên những người xung quanh biết được sở thích này sẽ tặng bể cá làm quà tặng. Vậy tại sao người được tặng bể cá hoặc mang tặng bể cá cho người khác lại gặp vận rủi về tài chính trong một khoảng thời gian? Đó là bởi vì bể cá cũng có ý nghĩa tương tự như thần tài. Bể cá tượng trưng cho tài lộc,
nên không thể đặt bừa, tặng bừa. Bên cạnh đó, một số người có bản mệnh kỵ nước, hoặc loài cá được tặng không hợp với bản mệnh. Cả hai điều này đều góp phần khiến chủ nhà gặp nhiều xui xẻo. 8 việc cần làm ngay để hóa giải vận xui, đơn giản ai cũng làm được. Vận xui đeo bám khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Để hóa giải chúng, hãy thử làm theo một vài mẹo nhỏ này. 1. Là rắc muối. Người xưa quan niệm muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vậy nên khi gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, bạn chỉ cần lấy một ít muối ném qua vai trái của mình, hoặc bạn rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ cũng giúp gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Một cách nữa là tắm bằng nước muối. Bạn chỉ cần thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Không chỉ giúp xua đi xui xẻo, mà nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Rắc muối đã từ lâu được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và đuổi tà ma trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. Do đó, khi gặp nhiều khó khăn và xui xẻo trong cuộc sống, chỉ cần lấy một ít muối và ném qua vai trái của mình để loại bỏ những tác động tiêu cực. Ngoài ra, việc rải muối xung quanh nhà hoặc trong phòng ngủ cũng được coi là một biện pháp hữu ích để tạo ra một không gian ấm áp, bình yên cho gia đình. Muối được xem là một phương tiện hóa giải và làm sạch không gian, giúp tăng cường sự hòa thuận và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một cách khác là tắm bằng nước muối. Bằng cách thêm 2-3 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm bình thường, bạn không chỉ giúp loại bỏ các năng lượng tiêu cực mà còn tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Việc này được coi là một phương pháp hữu ích để giữ gìn tinh thần và cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác an lành và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày. Những biện pháp truyền thống này không chỉ đơn giản mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh và tinh thần trong văn hóa dân gian. Chúng giúp tạo ra một không gian sống tích cực, đồng thời mang lại phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình và cá nhân. 2. Là thắp hương. Khi gặp phải quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Bạn nên thắp số hương lẻ và nên chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để tỏ lòng thành kính. Thắp hương không chỉ giúp xua đi vận xui mà nó còn mang lại cho bạn cảm giác thư thái. Thắp hương là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa tâm linh lớn trong văn hóa của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống, việc thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và tìm kiếm sự an lạc. Thực hiện việc này, người ta thường thắp số hương lẻ và chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ. Những loại hương này được cho là có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh và giúp truyền tải lòng thành kính của người thắp hương. Thắp hương không chỉ đơn thuần là một hành động tín ngưỡng mà còn mang lại cảm giác thư thái và yên bình cho tâm hồn. Việc tạo ra không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương thiêng liêng, tinh thần được nâng cao và cảm nhận được sự gần gũi với vô thượng, từ đó mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho người thực hiện. Như vậy, thắp hương không chỉ là một phương tiện hóa giải vận xui, mà còn là một cách để tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, đồng thời làm tăng cường tinh thần và đem lại cảm giác an lạc cho tâm hồn. 3. Là chôn gương vỡ. Theo phong thủy, gương vỡ là một điềm báo rất xấu. Nếu vô tình làm vỡ gương, bạn hãy hóa giải bằng cách chôn nó xuống một mảnh đất trống. Cách này giúp bạn tránh được những điều không may, đồng thời hạn chế được việc các thành viên trong gia đình bị thương. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ được coi là một dấu hiệu không may mắn và mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian. Để hóa giải điều này, một cách thường được thực hiện là chôn gương vỡ xuống đất trống. Hành động chôn gương vỡ này được xem như việc chôn đi những năng lượng tiêu cực, ngăn chặn chúng khỏi lan truyền và tác động đến cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nó cũng là biện pháp để tránh những tai nạn và sự không may xảy ra với các thành viên gia đình. Việc hóa giải bằng cách chôn gương vỡ xuống đất trống được kỳ vọng sẽ mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình. Đồng thời, cũng là một cách để giữ cho không gian sống luôn được sạch sẽ và tinh thần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực
từ năng lượng của gương vỡ. 4. Là trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có rất nhiều loại khác nhau và công dụng của chúng cũng khác nhau. Đặt đá phong thủy trong nhà, trong phòng làm việc hay mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Chẳng hạn, dùng đá hồ ly để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu. Dùng đá thạch anh để tránh xa tà khí, không cho chúng xâm nhập làm hại bản thân. Dùng đá xà cừ giúp ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại mình. Trưng bày đá phong thủy trong không gian sống và làm việc không chỉ là một phong tục mà còn được coi là một biện pháp hóa giải và tăng cường năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy được cho là có khả năng tạo ra các dạng năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh. Với mỗi loại đá phong thủy, có một công dụng và tác dụng cụ thể khác nhau. Đá hồ ly được sử dụng để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu và mang lại may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đá thạch anh thường được dùng để tránh xa tà khí, giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho người sử dụng. Đá xà cừ có khả năng ngăn chặn những linh hồn bơ vơ gây ra sự cản trở và không may mắn, giúp tạo ra một không gian an lành và yên bình. Việc trưng bày đá phong thủy như vậy không chỉ giúp tăng cường sự may mắn và phúc lộc mà còn mang lại cảm giác an tâm và bình yên cho người sử dụng. 5. Tích cực làm việc tốt. Người xưa quan niệm khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại có khi còn nhiều người. Nếu bạn làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Ngoài ra, khi bạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình còn nhiều may mắn. Những khó khăn bạn gặp phải không là gì so với khó khăn của người khác. Từ đó, bạn sẽ có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn bạn đang gặp phải. Tích cực làm việc tốt không chỉ là một cách để đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống, mà còn là một phương tiện để tạo ra sự hạnh phúc và cảm giác đầy đủ trong lòng. Người xưa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cho đi và làm việc thiện, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Khi bạn làm việc thiện với tấm lòng từ bi, bạn không chỉ tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho người khác, mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực quay trở lại với bản thân bạn. Như câu gieo gió gặt bão, những hành động tốt lành mà bạn thực hiện sẽ được đáp lại bằng những điều tốt lành trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, bạn không chỉ làm cho cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nhận thấy sự động viên và niềm vui từ việc làm điều tốt cho người khác. Điều này giúp tăng cường ý chí và sức mạnh tinh thần của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Như vậy, tích cực làm việc tốt không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa của phúc lộc, tài lộc, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. 6. Là dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Chỉ với việc dọn dẹp nhà cửa là bạn đang mang đến cho mình nguồn lượng mới và trao quyền cho bản thân thay đổi vận mệnh của mình. Khi dọn dẹp, bạn nên vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng, quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Bạn cũng có thể sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là việc giúp căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ, mà còn là một cách để tạo ra một môi trường tích cực, kích thích năng lượng tích cực và thu hút may mắn vào cuộc sống của bạn. Việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực mà còn tạo điều kiện cho sự tự do vận động của năng lượng tích cực. Khi bạn loại bỏ những món đồ không cần thiết hoặc hỏng hóc, bạn cũng đang loại bỏ đi các gánh nặng tinh thần và cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại. Ngoài ra, việc sắp xếp lại đồ nội thất và sơn lại tường nhà cũng là cách tốt để thay đổi dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không gian mới mẻ và tích cực hơn, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và phong phú hơn. Tóm lại, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ đơn giản là công việc vệ sinh hàng ngày, mà còn là một phương tiện quan trọng để mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài vào cuộc sống của bạn. Hãy để căn nhà của bạn trở nên gọn gàng và sáng sủa, để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi mới và hạnh phúc.
7. Là mang theo bùa hộ mệnh. Một cách để mang may mắn đến cho bản thân là mang theo bùa hộ mệnh. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mang theo bùa hộ mệnh là một trong những cách truyền thống để thu hút may mắn và bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xảy ra. Chìa khóa được coi là một biểu tượng mang lại sự mở cửa cho cơ hội và thành công trong cuộc sống. Việc đeo chùm ba chìa khóa có thể được xem như một biện phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. Ba chìa khóa đại diện cho ba lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo chìa khóa, bạn không chỉ đang đặt niềm tin vào sự mở cửa cho những cơ hội mới mẻ, mà còn đang thu hút năng lượng tích cực để thuận lợi hóa giải những thách thức và khó khăn. Bùa hộ mệnh như chìa khóa có thể được đeo trên dây đeo cổ, chìa khóa của ngôi nhà hoặc chìa khóa của xe hơi. Quan trọng nhất là bạn cần tin vào sức mạnh của nó và mang theo một cách linh hoạt và tự tin. Tóm lại, việc mang theo bùa hộ mệnh như chùm ba chìa khóa không chỉ là một biện pháp để bảo vệ bản thân, mà còn là một cách để thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe và tình yêu vào cuộc của bạn. Hãy tin tưởng và lắng nghe những tín hiệu tích cực mà năng lượng của chìa khóa mang lại cho bạn. 8. Là tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Sau khi tắm, bạn nên gói chúng vứt ngay, vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Tắm nước lá là một phương pháp phong thủy truyền thống, được coi là có khả năng tẩy trừ đi những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn, tài lộc cho người thực hiện. Trong nhiều nền văn hóa, việc sử dụng các loại lá hoa để tắm được coi là một nghi lễ linh thiêng để giải tỏa và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Có nhiều loại lá được sử dụng cho mục đích này, mỗi loại đều mang một ý nghĩa và tác dụng riêng. Chẳng hạn, lá bưởi thường được chọn với mong muốn mang lại phúc lộc và may mắn cho người tắm. Đối với một số người, việc sử dụng 7 loại hoa nhiều màu để ngâm nước tắm cũng được coi là cách tốt để thu hút và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Sau khi tắm nước lá, quan trọng là bạn nên gói chúng và vứt đi ngay. Điều này được xem là bước quan trọng để loại bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực mà lá đã hấp thụ và giúp cơ thể và tâm hồn bạn sẵn sàng đón nhận năng lượng mới tích cực. Tóm lại, việc tắm nước lá không chỉ là một phương pháp để làm sạch cơ thể, mà còn là một nghi lễ tâm linh để tẩy trừ và hấp thụ năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút và duy trì năng lượng tích cực, mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho người thực hiện. Tiếp theo là 4 lỗi phong thủy tưởng đơn giản mà khiến gia đình sa sút cần tránh ngay lập tức. Nếu bạn đang mắc những lỗi phong thủy này thì phải dừng lại ngay nhé. Nếu không, tài lộc sẽ không cánh mà bay. 1. Là để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Gia đình bạn có để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh không? Nếu có thì ngay từ hôm nay hãy thay đổi ngay thói quen này nhé. Bạn đang vô tình làm mất đi may mắn của cả nhà đó. Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc hỏa. Thủy hỏa xung khắc là điều có lẽ ai ai cũng đều biết, nên lò vi sóng và tủ lạnh để chồng lên nhau cũng chính là đang làm tự chúng xung khắc nhau. Điều này vô tình đã phá hỏng sự cân bằng âm dương, khiến cho tài vận không được tốt. Nếu vì gian bếp quá chật mà phải đặt như vậy, không còn cách nào khác, bạn hãy đặt một miếng gỗ ở dưới để mộc ngăn bớt sự xung khắc này nhé. Để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh là một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, nhưng ít ai biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến may mắn và tài vận của gia đình. Trong phong thủy, mỗi đối tượng như tủ lạnh và lò vi sóng đều mang một ngũ hành khác nhau. Tủ lạnh thường được liên kết với ngũ hành thủy, trong khi lò vi sóng được liên kết với ngũ hành hỏa. Thủy và hỏa được biết đến là hai nguyên tố xung khắc nhau, và việc đặt hai đối tượng này chồng lên nhau có thể tạo ra sự xung đột trong không gian. Sự xung đột này có thể gây ra sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sự hài hòa và may mắn trong gia đình. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên tránh đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu không có cách nào khác vì không gian bếp quá chật hẹp, bạn có thể thử đặt một miếng gỗ ở dưới để tạo ra một lớp ngăn cách,
giảm bớt sự xung khắc giữa hai đối tượng này. Việc thực hiện điều này không chỉ giúp tạo ra sự hài hòa trong không gian sống, mà còn giúp cải thiện tài vận và may mắn cho gia đình. Hãy nhớ rằng sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống có vai trò quan trọng trong việc thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn. 2. Là giày dép không có giá, vứt lung tung ở cửa ra vào. Đây là lỗi của rất nhiều gia đình. Bạn có thể sắm sửa rất nhiều thứ, nhưng tủ giày vẫn là thứ thiếu trong gia đình này. Và đương nhiên, giày dép sẽ được vứt lung tung ở trước cửa ra vào. Điều này bạn nghĩ là bình thường, nhưng lại không thể ngờ được là nó vô tình ngăn vận khí tốt vào nhà bạn. Cửa ra vào chính là nơi cát khí đi vào nhà. Nếu bạn ngăn cản nó bằng những thứ mùi giày dép, thì đúng là chính bạn đã tự ngăn mất tài lộc đó. Vì vậy, tủ giày là thứ cần sắm nhất trong một gia đình. Giày dép thường được coi là một vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai ngờ rằng cách bố trí và sắp xếp chúng có thể ảnh hưởng đến vận khí và may mắn của gia đình. Trong nhiều gia đình, việc để giày dép lung tung ở cửa ra vào là một thói quen phổ biến, nhưng đây lại là một thói quen không tốt đối với phong thủy. Cửa ra vào được xem là nơi mà năng lượng tốt và may mắn có thể đi vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn để giày dép lung tung ở khu vực này, chúng có thể tạo ra một mùi khá không dễ chịu và gây cản trở cho dòng khí tích cực. Điều này dẫn đến việc ngăn cản vận khí tốt từ việc đi vào nhà, làm giảm khả năng thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Vì vậy, việc có một tủ giày sắp xếp gọn gàng và hợp lý là rất quan trọng trong một gia đình. Bằng cách này, không chỉ giúp tạo ra một không gian sạch sẽ và gọn gàng, mà còn giúp thu hút vận khí tích cực và may mắn vào nhà. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra một môi trường sống hài hòa và thoải mái là chìa khóa để thu hút phúc lộc, tài lộc và tiền tài vào cuộc sống của bạn. 3. Là không đóng nắp bồn cầu. Nhiều người có thói quen đi ngủ hay đi vệ sinh xong không đóng nắp bồn cầu. Vậy là bạn đã tự làm hại mình. Hại mình là hại sức khỏe của bạn vì mùi nhà vệ sinh bốc ra ngoài khi ăn, khi ngủ. Ngoài ra, đây là nơi mà nhiều người, nhất là người giàu, quan niệm rằng vận khí này sẽ bị triệt hết nếu không biết nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Sau khi đọc bài này, hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn có thường xuyên làm điều này không nhé. Đó có thể là lý do mãi bạn vẫn chưa giàu. Việc không đóng nắp bồn cầu không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, mà còn có thể tác động đến vận khí và may mắn trong gia đình. Mùi khó chịu từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa ra phòng khách và khu vực sống khác, ảnh hưởng đến không gian sống và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc không đóng nắp bồn cầu có thể làm mất đi vận khí tích cực trong nhà. Nhà vệ sinh được coi là nơi dễ trú ngụ của năng lượng tiêu cực, và việc để nắp bồn cầu mở ra sẽ khiến cho năng lượng tiêu cực này có thể tự do lan tỏa và ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Do đó, việc thường xuyên đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng không chỉ là để bảo vệ sức khỏe, mà còn là để giữ cho không gian sống của bạn luôn trong trạng thái cân bằng và thu hút vận khí tích cực. Hãy nhớ rằng những thói quen nhỏ như vậy có thể có ảnh hưởng lớn đến sống và tâm tài lộc của bạn. 4. Là đầu giường kê sát nhà vệ sinh, nhà bếp. Đây là lỗi sai vô cùng nghiêm trọng. Khi bạn đặt đầu giường sát nhà vệ sinh, lúc ngủ, đầu quay về hướng đó sẽ vô cùng ảnh hưởng tới vận khí, thậm chí sức khỏe. Bếp là nơi nấu ăn nên luôn có mùi thức ăn, nhà vệ sinh thì càng nên kiêng kỵ vì là nơi chứa chất thải. Vậy nên, dù đặt đầu giường theo hướng nào thì cũng phải tuyệt đối kiêng hướng này nhé. Việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp là một sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Khi đầu giường được đặt ở gần những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và vận khí. Trước hết, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải và có thể phát tán mùi khó chịu. Nếu đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh, việc hít phải mùi không tốt này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngoài ra, nhà bếp là nơi nấu nướng, thường xuyên phát ra mùi thức ăn và hơi dầu mỡ. Việc đặt đầu giường gần nhà bếp có thể khiến cho chúng ta hít phải những mùi không dễ chịu khi ngủ, gây ra khó chịu và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Về phong thủy, việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp cũng có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Những khu vực này thường được coi là chứa năng lượng tiêu cực, và khi đầu giường được đặt gần chúng có thể gây ra sự xung đột và không ổn định trong không gian sống. Do đó,
Để tạo ra một không gian sống và giấc ngủ tốt hơn, hãy đảm bảo rằng đầu giường được đặt ở một vị trí phù hợp, xa xa những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tăng cường vận khí và may mắn cho gia đình bạn. Nếu bạn chưa mắc những lỗi phong thủy dưới đây thì là tín hiệu mừng cho gia đình bạn. Còn nếu đã mắc rồi thì phải thay đổi ngay tức khắc, nếu không gia đình sẽ khó phát đạt. 7 nốt ruồi quý hơn vàng, ai có được 3 trên 7 cũng đủ phát tài hơn người, càng già càng giàu có. Người có nốt ruồi trên môi được coi là tướng cát tường. Nốt ruồi trên môi. 1. Là người có nốt ruồi trên môi được coi là tướng cát tường. Họ không cần phải lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền. Người này dễ có nhiều mối quan hệ ngoại giao và thu hút nhiều tài lộc. Nếu biết cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành động thì chắc chắn họ có thể duy trì nguồn tài lộc dồi dào, tạo ra không ít của cải. 2. Là nốt ruồi ở cằm. Theo nhân tướng học, khu vực cằm được gọi là địa cắc. Đây là khu vực tiết lộ về lộc điền sản, đất đai của một người. Quan sát khu vực này, người ta có thể đưa ra các dự báo về tài sản đất đai của người này sẽ dồi dào hay ít ỏi, hậu vận sung sướng hay nghèo khó. Người có nốt ruồi cằm thường có cung nô bộc, chỉ bạn bè, bằng hữu thân thích, tốt và hậu vận êm đẹp. Ngoài ngũ tuần, nếu làm việc chăm chỉ, người này có thể sở hữu không ít đất đai, nhà cửa, có tài lộc dư giả. 3. Là nốt ruồi ở ngực. Người có nốt ruồi ở ngực thường được hưởng vinh hoa phú quý sau khi yên bề gia thất. Người này dễ gặp may mắn và cuộc sống có nhiều thuận lợi hơn so với người khác. Họ chỉ cần cần cù, chịu khó, không ngừng nỗ lực thì về già có thể sống thoải mái. 4. Là nốt ruồi ở lòng bàn chân. Người có nốt ruồi ở lòng bàn chân thường hay phải đi lại, di chuyển nhiều. Người này đa phần có trí tuệ, bản lĩnh kiên cường. Họ biết cách ứng phó với nhiều tình huống khác nhau, các mối quan hệ rộng mở. Nếu có nốt ruồi ở giữa các kẽ ngón chân thì người này thường có tính cách trung thực, cương trực. Dự đoán, ngoài 45 tuổi, người này có thể làm nên sự nghiệp lớn, tài vận và kinh tế dồi dào. 5. Là nốt ruồi ở huyệt thái dương. Trong nhân tướng học, huyệt thái dương còn được gọi là cung thiên di. Vị trí này tiết lộ về thông tin xuất ngoại, đi lại, nơi cư trú lâu dài của một người. Người có nốt ruồi ở thái dương thường sẽ phải đi lại nhiều hoặc làm việc nơi xa. Tuy nhiên, càng về hậu vận, tài lộc của người này càng nhiều, công việc phát đạt, tiền của dư giả. 6. Là nốt ruồi giữa hai lông mày. Trong nhân tướng học, vùng giữa hai lông mày được gọi là cung sự nghiệp, tiết lộ về con đường công việc của một người. Người có nốt ruồi cát tường ở vị trí này thường gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngoài 30 tuổi, họ có thể đạt được địa vị trong xã hội cũng như gặp được người yêu thương ưng ý. 7. Là nốt ruồi trong lòng bàn tay. Người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thường thông minh. Họ không nhất thiết phải sinh ra trong gia đình có điều kiện. Khi trưởng thành, người này có cuộc sống tương đối ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền, khi về già tài lộc dồi dào, không thiếu tiền của. Bài giảng tiếp theo, các cụ nói cấm có sai, những dáng đi hủy hoại tài vận, nên sửa đổi ngay kẻo hối không kịp. Đây là dáng đi ảnh hưởng xấu đến tài vận, tương lai của một người. Theo quan điểm của người xưa, cách mà một người đi là một trong những yếu tố đánh giá dễ dàng và chính xác nhất về tính cách con người. Những người có 5 dáng đi dưới đây thường gặp khó khăn trong việc đạt được thành công. 1. Là vừa đi vừa cúi đầu, cúi mặt về phía trước. Những người di chuyển với tư thế cúi đầu về phía trước thường có tính cách nóng vội, bất cẩn và lo lắng nhiều. Họ thường xuyên gặp phải các vấn đề về tiền bạc và tài chính, nhưng cần phải giữ thái độ bình tĩnh khi xử lý chúng, vì sự nôn nóng chỉ gây tổn hại. Mặc dù có thể kiểm soát được tiền bạc, nhưng họ thường để mất điều này một cách dễ dàng. 2. Vừa đi vừa khoanh tay. Nếu bạn thường xuyên khoanh tay khi di chuyển, điều này có thể cho thấy bạn dễ bị tổn thương và là một thói quen cần phải thay đổi, đặc biệt là nếu bạn là phụ nữ. Hành động này thường được hiểu là biểu hiện của sự tự vệ và sợ hãi, khiến cho những kẻ tấn công cảm thấy dễ dàng hơn. 3. Là bước đi lê thê, chậm chạp chân ít lực. Những người di chuyển chậm chạp, với các bước đi nhẹ nhàng và không dồn lực xuống đôi bàn chân thường trông yếu đuối và không có sức sống. Họ thường được đánh giá là những người có ý chí kém cỏi, ít giao tiếp và thiếu mối quan hệ gần gũi. Cuộc sống của họ thường khó khăn và đầy thách thức. 4. Là dáng đi lắc đảo. Những người có dáng đi lắc đảo thường có tính cách rất hào phóng và không quá quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Họ không bao giờ thay đổi hành vi của mình chỉ vì những lời khen hoặc chê của người khác. Nguyên tắc tôi sẽ làm theo cách của mình, những người khác nói gì thì cũng không quan trọng là quy tắc hành động của họ. Mặc dù họ thường thông minh và quyết đoán, nhưng tính tự tin thái quá của họ có thể dẫn đến sự tranh chấp và ít khi làm nhượng bộ, điều này có thể gây ra những tổn thất. 5. Là dáng đi chữ bát.
Dáng đi chữ bát, tức là khi hai gót chân hướng vào trong và đầu bàn chân hướng ra ngoài, tạo ra hình dạng giống như chữ bát. Nhóm người này thường sử dụng nhiều lực ở bàn chân khi đi và có thể có dấu hiệu của sự vội vã. Phần trên cơ thể thường lắc lư trái phải nhẹ nhàng theo mỗi bước đi. Dáng đi này có thể làm cho họ trông kém thẩm mỹ. Những người có dáng đi này thường bị coi là cố chấp và bảo thủ và do đó ít khi được đánh giá cao. Theo thống kê, hầu hết những người có dáng đi này có trí tuệ khá cao và làm việc một cách khoa học mà không tạo ra sự ồn ào. Tuy nhiên, điều yếu thế của họ là họ chỉ thành công trong các công việc liên quan đến tài liệu văn phòng, còn không tốt trong việc giao tiếp và giao tiếp. Bài giảng tiếp theo, 10 giấc mơ báo hiệu may mắn, tài lộc đầy mình khiến bạn giàu to. Theo những kinh nghiệm được truyền lại, mỗi giấc mơ thường sẽ báo hiệu những điềm báo khác nhau. Đôi khi, có những giấc mơ báo hiệu gia chủ sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong tương lai. Có khi lại xuất hiện những giấc mơ báo hiệu trúng số, giúp bạn phất lên như diều gặp gió. Vậy có những loại giấc mơ điềm báo trúng sổ số như thế nào? Hãy cùng muabán.net tìm hiểu bài viết sau đây. Những giấc mơ báo hiệu tài lộc vượng phát, trúng số giàu sang trong chớp mắt. Sau đây là 10 giấc mơ không chỉ có thể báo hiệu cho việc bạn có thể có tin vui trong chuyện tình cảm, mà còn điềm báo bạn sắp có bước ngoặt lớn mang tính tích cực như trúng số. 1. Mơ ôm em bé đang mỉm cười. Trẻ em là giấc mộng mang điềm lành đến cho bạn, điều này tượng trưng cho mầm non sinh sôi nảy nở đồng nghĩa với việc tài lộc đang đến. Hơn nữa, theo giải mã giấc mơ này báo hiệu những mối quan hệ rất tốt đẹp sắp tới. Không chỉ mở rộng được các mối quan hệ sẵn có mà bạn còn mở ra được nhiều mối quan hệ mới hứa hẹn. 2. Mơ thấy quan tài. Nhiều người cảm thấy lo sợ khi mơ thấy quan tài, tuy nhiên, đây lại là một giấc mơ mang tới điểm lành. Cụ thể, giấc mơ này đại diện cho sự thăng quan tiến chức. 3. Mơ thấy nhà dột. Nước tượng trưng cho tiền bạc. Nhà dột như nước chảy vào nhà, mang điềm báo về một tương lai tiền tiêu rủng rỉnh, không phải suy nghĩ. 4. Mơ đang đếm tiền. Nếu mơ thấy mình đang đếm tiền là một giấc mơ rất tốt, điềm báo thành công đang ở rất gần. Bạn sắp có tin vui trong công việc, không chỉ suôn sẻ mọi bề mà còn có khả năng thăng chức hoặc chuyển hướng sang công việc khác tốt hơn. Bên cạnh đó, người mơ thấy giấc mơ này còn hứa hẹn sẽ gặp nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. 5. Mơ thấy mình tăng cân. Bạn bỗng cảm thấy lo sợ vì trong giấc mơ đêm qua thấy mình trở nên mũm mĩm hơn. Song, đừng lo vì đây chính là điềm báo tài vận tăng. Theo giải mã giấc mơ, điều này tượng trưng cho phúc khí tăng, vận may cũng theo đó mà tăng lên tương ứng. 6. Mơ thấy cá to. Không chỉ là giấc mơ điềm báo tin vui trong chuyện tình cảm, mơ thấy cá to còn cho thấy tài vận của bạn sắp có sự biến chuyển lớn, mang tính tích cực. Nếu có cơ hội trong thời gian tới, bạn chớ bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất, vì đây có thể sẽ là cơ hội giúp bạn đổi đời hoặc đạt được những bước tiến nhất định. Nhìn chung mơ thấy cá to hay bắt được cá to là những giấc mơ rất tốt. 7. Mơ thấy rắn bò vào nhà. Nếu bạn ngủ mơ thấy giấc mơ này thì đó hoàn toàn là một tín hiệu tốt lành bởi theo các nhà nghiên cứu phương Đông, rắn vốn được xem là biểu tượng của vua chúa xưa dùng để bảo vệ của cải, quyền lực mang tới cho bạn nhiều tài lộc. Ngoài ra, những giấc mơ thấy rắn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, trong đó mơ thấy rắn vào nhà là một điềm lành, chứng tỏ tài lộc của bạn sắp trở đầy ắp mang tới cho bạn nhiều tài lộc. Trong giai đoạn này có thể bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, hãy thử kiểm nghiệm nhé. 8. Mơ thấy cây nở hoa. Khi kể đến những giấc mơ báo hiệu trúng số, tài vận hanh thông không thể không kể đến giấc mơ thấy cây nở hoa. Nếu một ngày bạn ngủ mơ thấy cây nở hoa hoặc mình lạc vào một khu vườn nhiều hoa quả thì đó là dấu hiệu vô cùng may mắn, tài lộc sắp gõ cửa nhà bạn. Trong con đường công danh của bạn sắp tới mọi thứ đều suôn sẻ hanh thông như mong muốn. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì sắp tới sẽ có hưng hợp đồng lớn mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận. Trong thời gian này chính là cơ hội để bạn làm ăn phát tài hơn, hãy nắm bắt lấy nó. 9. Mơ thấy rùa bò vào nhà. Rùa vốn được người xưa quan niệm là hình tượng mang ý nghĩa may mắn. Nếu bạn ngủ mơ thấy rùa bò vào nhà thì xin chúc mừng vì giấc mơ này là điềm báo tăng thu nhập, đặc biệt may mắn cho những ai đang kinh doanh. Nếu trong mơ bạn thấy có cụ già cầm rùa đem vào nhà thì đó chính là điềm báo cha mẹ sống trường thọ, gia đạo êm ấm. 10. Mơ thấy cầu vồng. Nếu một ngày bạn ngủ mơ nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa thì đó là một dấu hiệu vô cùng may mắn. Trong thời gian sắp tới mọi việc diễn ra với bạn vô cùng thuận lợi, tiền bạc tài lộc sẽ rơi vào túi bạn nhiều không đếm hết. Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Bài giảng tiếp theo, 5 thứ nên đặt trong phòng khách. Gia chủ đang đen đủi tới đâu cũng cải vận sang giàu. Theo phong thủy, phòng khách để những món đồ này sẽ giúp kích thích tài lộc,
gia chủ ngày càng giàu. Một là cóc ba chân ngậm tiền vàng. Theo phong thủy, gia chủ có thể hút nhiều tài lộc vào nhà bằng cách sử dụng cóc ba chân ngậm một đồng xu trong miệng. Linh vật tốt lành này sẽ giúp mang may mắn vào nhà của. Khi đặt cóc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà để có hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất nên đặt một con cóc hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà. Mặt khác, gia chủ cũng có thể để những con cóc tài lộc dưới bàn, đằng sau chiếc ghế dài hoặc trong các khu vực kín đáo khác trong nhà để cóc có thể mang lại may mắn, nhưng cần lưu ý là không nên để nó trong phòng ngủ. 2. Là thuyền buồm phong thủy biểu tượng cho sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa, trở về sau những cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cải, đồ đạc cập bến cảng với sự gieo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế, con tàu mang đến hình ảnh việc chở đầy của cải, biểu tượng của sự giàu có, sung túc. Vì thế, một con tàu nhỏ được đặt lên bàn làm việc cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Bạn nên để con tàu theo hướng ngược lại với cửa ra vào, hàm ý con tàu mang nhiều của cải đến gia đình bạn. Tránh để con tàu hướng ra phía cửa ra vào. Ngoài ra, bạn cũng nên đổ đầy tiền xu vào trong con tàu biểu tượng con tàu đang chở những kho báu khổng lồ đến với gia đình bạn. 3. Là cây xanh. Trồng cây xanh trong nhà không chỉ tạo ra một không gian sống xanh mát, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên, mà còn giúp không gian nhà luôn tươi sáng, rực rỡ và mang lại tâm trạng vui vẻ, lạc quan cho cả gia đình. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh, cỏ cây hoa lá thể hiện sức sống và sự sinh sôi phát triển. Trong đó, việc trồng những loại cây mang ý nghĩa cát lành như kim tiền, kim ngân, hạnh phúc, chuỗi tiền. Trong phòng khách không chỉ giúp xua đuổi những điều không may mắn mà còn mang lại vận may, tài lộc và cuộc sống sung túc cho gia chủ. 4. Là bể cá cảnh. Đặt một bể cá cảnh trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy cho gia đình. Bể cá có thể kích thích luồng khí tích cực, mang lại may mắn và tài lộc, đồng thời giúp ngăn chặn sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, để bể cá có hiệu quả phong thủy, việc đặt nó ở vị trí phù hợp là rất quan trọng. Tránh đặt bể cá sau ghế sofa, đối diện hoặc dưới bàn thờ và cũng không nên đặt nó đối diện cửa ra vào. Việc lựa chọn vị trí đúng đắn sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích phong thủy của bể cá cảnh trong phòng khách. 5. Là treo tranh phong thủy. Treo tranh phong thủy trong phòng khách là một lựa chọn phổ biến giúp không gian trở nên đẹp hơn và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên, khi chọn tranh treo tường, cần lưu ý một số điều sau. Màu sắc, chọn tranh có màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ và không gian phòng. Tránh những màu trầm tối tạo cảm giác u ám, thiếu sinh khí. Màu sắc nên tươi vui, không quá nổi để không gây chói lóa và làm căn phòng trở nên nóng bức. Hình ảnh, tránh chọn tranh có hình ảnh vật phẩm hung dữ, vũ khí sắc bén. Thay vào đó, nên chọn những bức tranh mang ý nghĩa tích cực như tranh lục bình, tứ bình, phượng hoàng, cỏ cây hoa lá, nhằm tạo ra một không gian tươi mới và thịnh vượng. Kích thước, chọn kích thước tranh phù hợp với diện tích của phòng khách, tránh treo những bức tranh quá lớn hoặc quá nhỏ so với không gian. Sự hài hòa và cân đối trong kích thước sẽ tạo ra một không gian trang trí đẹp mắt và ấm cúng. Phật dạy kẻ đạo đức giả mở miệng thường nói 4 câu, câu đầu tiên nghe như cơm bữa. Càng đạo đức giả, càng hay nói 4 phút câu cửa miệng. Người xưa có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm, tức là vẽ hổ vẽ ra nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng. Nội tâm, suy nghĩ hay con người thật của người khác là điều vô cùng khó đoán. Hiện nay, rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống mà không biết rằng họ sớm đã sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô. Vậy nên, chúng ta cũng cần phải từ bỏ định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, như người Việt ta xưa nay vẫn thường nói, dò sông dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người hay đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ có suy xét, cẩn trọng mà quan sát từng hành động, cử chỉ của mỗi người, chúng ta mới có thể phán đoán phần nào tư duy và suy nghĩ của họ. Người có lòng dạ khó lường, tâm tư nham hiểm thì rất khó có thể hành xử đường đường chính chính như một người có tính tình chính trực, cương nghị và chân thành. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu, kẻ giả tạo dùng miệng, người chân thành dùng tâm. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới nhận được lòng người. Cho dù phần lớn chúng ta luôn vẽ nên một lớp mặt nạ để tự bảo vệ bản thân trong thế giới hiện đại đầy khó khăn này, nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người lợi dụng vỏ bọc tốt đẹp bề ngoài để toan tính cho những điều ích kỷ, vụ lợi của bản thân. Với kiểu thứ nhất, có thể coi là phòng vệ chính đáng. Nhưng với kiểu người thứ hai, đó chỉ còn là giả tạo. Vì thế, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng và tránh xa những kẻ tiểu nhân giả tạo, chỉ biết sống vì mình để tránh rước họa vào thân trong thời điểm bất ngờ.
Người đạo đức giả mở miệng là nói bốn câu này. Một là kiểu người hay nói tiền không thành vấn đề. Xung quanh chúng ta luôn có một số người hay khoe khoang tiền bạc. Câu cửa miệng của họ là tiền không thành vấn đề, kèm theo thái độ hậm hĩnh, coi thường người khác. Nhưng đến khi xảy ra vấn đề cần dùng đến tiền, họ sẽ lập tức biến mất hoặc tìm cách lảng tránh. Nguyên tắc và tính cách của một người ẩn chứa trong thái độ của họ đối với tiền bạc. Trên thực tế, nói chuyện thẳng thắn về tiền bạc sẽ không làm tổn thương tình cảm, và chính cách tiếp cận mơ hồ mới khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bạn cũng đừng mong chờ sự giúp đỡ của những người bạn luôn nói tiền không thành vấn đề. Sự thật kiểu người này không hỗ trợ được bạn lúc khó khăn. Họ giống như thùng rỗng kêu to vậy, chẳng đáng tin tưởng, cũng chẳng có giá trị. Còn những người tốt thật sự sẽ ít khoe khoang, luôn khiêm tốn. Họ không có tư duy giải quyết mọi việc bằng tiền nên dĩ nhiên không đặt tiền lên hàng đầu. Khi bạn gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ ở bên hỗ trợ trong tầm khả năng. Họ là người tốt bụng, tử tế. 2. Là kiểu người hay nói tôi biết nó sẽ như thế này. Trong môi trường làm việc hay trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người hay phán xét, luôn cho mình đúng, mình thông minh. Khi có vấn đề gì xảy ra, kiểu người này thường nói, tôi đã nói trước từ lâu, bạn làm như vậy là không đúng, nếu bạn nghe tôi thì. Nhưng thực tế, họ không nói trước bất cứ điều gì, cũng không đưa ra đề xuất hay ý kiến nào mang tính xây dựng. Họ chỉ nói câu đó theo cảm tính bản thân. Họ là những người vụng trèo, khéo trống, không thật tâm, thậm chí không muốn nói là đạo đức giả. Họ không bao giờ tìm lý do, nguyên nhân từ bản thân mà luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Họ thiếu sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh. Loại người này hẹp hòi, ích kỷ, thấy lợi là tranh vào mình, thấy người khác hơn mình liền tìm cách chà đạp. Đối với kiểu người như vậy, điều duy nhất mà chúng ta nên làm là tránh xa, phớt lờ họ. 3. Là kiểu người hay nói sao keo kiệt vậy, nếu là tôi đã, vân vân, mây mây. Đây là câu nói của những người giả vờ sống tử thế. Trong nhiều trường hợp, họ dùng những câu nói mang hàm ý phê phán đi kèm những triết lý để đi chỉ trích hành vi của người khác. Thế nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân thì họ lại trở nên hẹp hòi, ích kỷ và làm ngược lại phát ngôn của mình trước đó. Những người hay nói câu này thường hay nói đạo lý, tiếp đó là hạ bệ và coi thường người khác. Dù thích lôi lý lẽ ra phán xét người khác nhưng họ ít khi góp ý thẳng thắn với người được nói đến mà chỉ nói xấu sau lưng. Người hay nói những lời này thực chất là vì bản thân họ có tính đố kỵ, chẳng muốn ai hơn mình. Tuy nhiên, vì không có bản lĩnh nên họ chỉ dám nói sau lưng cho thỏa mãn lòng ghen tức. Đây chính là kiểu người sống hai mặt. Bạn không nên kết giao với những kẻ tiểu nhân như vậy, bởi biết đâu đến một ngày, bạn cũng có thể trở thành nhân vật chính trong những lời lẽ đạo lý của họ. 4. Là kiểu người hay nói bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó? Bạn đã từng gặp một người như vật chưa? Trong nhận thức của họ, người khác luôn mắc nợ họ. Nếu bạn không làm mọi việc theo ý họ, họ sẽ nói, bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó? Có một câu chuyện như sau khiến bạn phải suy ngẫm. Năm 2013, anh Trương và một đồng nghiệp đã biên soạn một cuốn sách lịch sử dài hơn 400.000 từ cho cơ quan. Đây là công trình nghiên cứu lớn, được phân công cho 5 người, kéo dài hơn 6 năm. Tuy nhiên thời gian sau, do nhiệm vụ khó nên nhiều người viện cớ không viết. Cuối cùng gánh nặng đổ lên vai anh Trương và một đồng nghiệp nữa. Khối lượng công việc của hai người tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần so với trước kia. Điều này khiến anh Trương và đồng nghiệp gặp hàng loạt các vấn đề về sức khỏe, thoái hóa cột sống, huyết áp cao, suy nhược cơ thể. Điều an ủi duy nhất là bộ sách lịch sử được độc giả đón nhận. Anh Trương tưởng rằng mình sẽ được mọi người ghi nhận nỗ lực, vinh danh, nhưng không ngờ, quản lý của anh phủ nhận tất cả. Hơn nữa, người quản lý luôn đùn đẩy công việc, trách nhiệm cho anh. Chẳng hạn như khi có nhiệm vụ mới được giao xuống, quản lý của anh sẽ nói, bạn có thể làm điều này tốt, tại sao không làm điều đó? Thoáng qua, ai cũng nghĩ đây là lời động viên, nhiều người còn lấy đó làm động lực. Nhưng thực chất đó là lời nói độc hại. Người quản lý đó đang muốn vắt kiệt sức lao động của nhân viên. Họ là kẻ đạo đức giả, vô lương tâm, có thể chà đạp lên bạn bất cứ lúc nào.